180 người sống tại tòa chung cư ở thành phố Vinh có triệu chứng đau bụng, nôn, tụt huyết áp, 4 trường hợp nhập viện. Các chuyên gia nghi ngờ do ngộ độc nước sinh hoạt. Theo đó, vào chiều ngày 26 tháng 9, ông Nguyễn Thế Tùng, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vinh cho biết đơn vị đã lấy mẫu nước sinh hoạt, mẫu thực phẩm mà các cư dân sử dụng để kiểm nghiệm tìm nguyên nhân. Trước mắt, nhà chức trách khuyến cáo người dân tạm thời không sử dụng nguồn nước tại chung cư để ăn uống. Quá trình kiểm tra nước, cơ quan chuyên môn ghi nhận có bất thường khi phát hiện một số côn trùng, song để khẳng định do nước thì cần phân tích thêm nhiều yếu tố. Trước đó, nhiều người dân ở chung cư Golden City 3 ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn, tụt huyết áp từ trưa ngày 25 tháng 9. Những trường hợp nhẹ ở nhà theo dõi, 4 trường hợp nặng được chuyển tới cơ sở y tế điều trị, hiện đã xuất viện, sức khỏe ổn định. Ông Trần Đức Kỳ, trưởng ban quản lý chung cư Golden City 3 cho biết, ban đầu mọi người bị đầy hơi, đến tối thì đau bụng, nôn, hơn 80 cư dân trong tòa nhà xuất hiện triệu chứng tương tự. Ông Kỳ cho biết, vài ngày qua, nguồn nước máy sinh hoạt của chung cư đổi màu vàng nhẹ. Gần đây, chung cư không tổ chức một bữa tiệc chung nào, vì thế mọi người nghi ngờ nguyên nhân có thể do nguồn nước sinh hoạt gây ra. Cách đây vài năm, nhiều người choáng váng với thông tin khu đô thị Mỹ Đình 2 có nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm arsen với nồng độ cao 4 lần cho phép. Khu vực chung cư Tam Trinh, nguồn nước sinh hoạt của người dân bỗng dưng vẩn đục, đen mà không rõ nguyên nhân. Các chuyên gia cho biết, tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước có thể chia ra làm nhiều loại: kim loại nặng, các hợp chất vô cơ, vi khuẩn trong nước. Các kim loại nặng như bạc, thủy ngân, kẽm, chì, arsen có trong nước với hàm lượng cao là nguyên nhân gây ngộ độc cho con người, gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, đột biến. Nghiêm trọng hơn cả là nguồn nước nhiễm arsen, dù chỉ với lưu lượng nhỏ nhưng qua thời gian sử dụng lâu dài sẽ gây ra các triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn, giảm hồng cầu, bạch cầu, rụng tóc, giảm trí nhớ, rối loạn nhịp tim, đau mắt, viêm dạ dày, ung thư. Còn nếu nồng độ quá lớn, người dùng có thể gặp phải các triệu chứng mạch đập yếu, mặt nhợt nhạt, tử vong rất nhanh. Các chất tổng hợp bao gồm nhiên liệu, chất màu, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, phụ gia trong dược phẩm, thực phẩm thường có độc tính và độ bền sinh học khá cao. Đây là nguyên nhân gây nhiễm độc mạn tính và các bệnh hiểm nghèo như ung thư bàng quang, ung thư phổi. Vi khuẩn có hại nhiễm trong nước có nguồn gốc từ chất thải sinh hoạt của con người và động vật như virus gây nên bệnh tả, thương hàn, bại liệt. Được biết, chung cư Golden City 3 có 105 căn hộ với gần 400 nhân khẩu. Ngoài sử dụng nước máy sinh hoạt chung, một số gia đình còn dùng nước đóng bình. Nước máy sinh hoạt tại đây được bơm qua 3 bể lắng xây ngầm dưới đất rồi đưa lên các bồn trên tầng thượng trước khi cấp xuống cho từng hộ. Hôm ngày 23 tháng 9, thành phố Vinh mưa lớn, song bể chứa nước tại tòa nhà không bị ngập.